Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình. Và mình là Lộc Su Thế Kỳ. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục một tập nữa trong Headset nha. Và đây có lẽ là tập cuối cùng trong series rồi các bạn ơi. Và mình sẽ chế tạo bộ giáp thứ hai trong những cái set đồ Headset này. Đó chính là bộ Scale nha. Tại vì mình vừa có nhặt được một cái áo giáp Scale hôm bữa nè. Giờ mình chỉ cần chế tạo thêm ủng nè, quần nè, cũng như là nón thôi. Giờ mình sẽ lấy ra một ít viên kim cương để có thể chế tạo được những cái diamond hexagon nha. Đầu tiên đặt diamond chính giữa nè, tiếp theo là những cái hexagon xung quanh. Và mình có thể chế tạo được tổng cộng là 5 cái hexagon diamond thôi. Không biết trong đây còn, đây còn nè. Đây mình còn chế tạo thêm được một cái hexagon diamond nữa. Nhưng mà vẫn chưa đủ để có thể chế tạo thêm một bộ giáp. Khá là tiếc. Giờ thì mình chỉ có thể chế tạo được thêm cái hai món nữa thôi á. Và vật liệu để làm được thêm cái ủng thì chúng ta cần hắc diệm thạch. Cái nón thì cũng là hắc diệm thạch luôn. Có vẻ bộ giáp này sẽ tăng cái sức kháng cự của mình nè, tại vì nó được chế tạo từ những cái hắc diệm thạch đây. Và bây giờ thì chắc mình sẽ đi đào hắc diệm thạch một xíu nha. Hẹn gặp lại các bạn khi mình có được đủ số hắc diệm thạch để để chế tạo được bộ giáp nhá. Rồi ok, mình đã đào được một ít cái hắc diệm thạch rồi. Bây giờ mình sẽ quay về nhà để có thể chế tạo nốt cái bộ giáp Scale này nhá. Rồi mình sẽ bay về một cái. Bay phát lên nóc nhà luôn. Rồi vào trong và chế tạo thôi. Giờ mình cần thêm vàng nữa. Vàng thì mình có rất là nhiều luôn. Giờ mình sẽ thử nhớ coi. Cái ủng hình như là cần một cái hexagon diamond nè. Cái tiếp là hắc diệm thạch ở hai bên. Nó được một cái ủng Scale rồi. Kế tiếp là cái nón đi. Cái nón thì hình như đặt cái này ở giữa. Tiếp theo là hắc diệm thạch và vàng. Đó, đúng luôn. Và kế tiếp là cái quần. Cái quần thì cho cái này vào. Cho như vậy. Đúng không? Ồ, không đúng. Đổi ngược lại coi. Ồ, cũng không đúng luôn. Hay là cho cái này ở giữa ta. Ồ, vậy mới đúng. Đó, vậy mình đã full set Scale rồi. Vậy, giờ mình chưa biết nó cho hiệu ứng gì nữa. Nhưng mà giờ mình sẽ ngồi đây á, bạn chan nó mắc dòng luôn đi. Để chúng ta sẽ sử dụng bộ giáp Scale này, là bộ giáp thứ hai của mình ấy, để đánh 3 con boss còn lại trong ngày hôm nay nhá. Mình đã enchant bộ giáp của mình xong rồi và hiện tại mình đang đặt nó kế cái bộ giáp mình đang mặc nè. Giờ mình sẽ đem những con boss trong ngày hôm nay ra để có thể hồi sinh ra và đánh với nó nhá. Và ba con boss này thì khá là mạnh ấy, có vẻ là nó sẽ nhiều máu và mạnh hơn những con boss ở dưới Twilight Forest luôn. Thành ra mình phải cẩn thận mới được. Rồi, mình sẽ bay ra cái khu vực băng này, cái chỗ mà hôm qua mình đánh với cái con bò băng nè. Rồi giờ mình sẽ triệu hồi ra một cái con đầu tiên, đó chính là con Spider. Đây không phải là con nhện bình thường đâu nhá. Giờ mình sẽ triệu hồi ra cho các bạn xem. Búp. Nó, con nhện này có dùng được kỹ năng bắn tơ đàng hoàng luôn nhá. Không đùa đâu và nó rất là bự luôn. Nó giống như con nhện độc mà được phóng to rồi đó. Giờ mình sẽ biến hình nhá. Đó, một cái áo nè. Một cái ủng nè. Một cái quần nè. Giờ chỉ cần thay cái nón vô là mình sẽ có hiệu ứng mới ngay thôi. 1 2 3. Wow, mình có đề kháng nè, kháng lửa và nhìn trong bóng tối, cộng thêm sức mạnh nữa. Vậy, giờ mình sẽ dùng cái máy bắn dây móc này nè, để vừa đánh nhau với con này luôn nha. Rồi, mình sẽ sử dụng cây rìu đi, đánh với con này chắc dùng rìu đánh thì nó sẽ vui hơn á. Rồi, bắn dây móc lại. Ủa cái này nó bắn vô, bắn không được. Được. Được nè. Không phải con nhện này mới biết bắn. Đó. Biết mình bắn. Ui. Ồ, nó có thể chịu hồi mấy con nhện con nữa. Ồ, con này 400 máu lận. Con nhện mà 400 máu là hiểu rồi đó. Ui. Ồ, bắn dây móc lại. Đó, áp sát và quánh nó tiếp thôi. Ui. Ồ, không biết cái bắn dây móc này bắn trúng nó có gây sát thương không ta. Nó lôi mình lại nè. Được. Và giờ mình, nói chung thì con này nó cũng khá là yếu á. Rồi, và sau khi tiêu diệt nó thì mình được Spider Hawk. Một cái máy bắn tơ nè. Cái này mới là chính hiệu là của người nhện. Cái này mới chính hiệu của người nhện nè. Bắn ra cục tơ đàng hoàng luôn. Và nó không có độ bền luôn ấy. Thành ra mình có thể sử dụng được lâu dài. Rồi, bắn vô một cái và sẽ lôi mình lại. Đó, mình thử lôi bé heo coi. Lôi bé heo lại nè. Giật lại.
Đó, lôi cái vật lại liền luôn á. Rồi vậy là con boss nhỏ này khá là yếu. Để mình sẽ triệu hồi con boss thứ hai nha. Đó chính là cái con Total là con rùa ấy. Rồi tiếp theo là con rùa nè. Không biết con rùa này như thế nào nữa. Rồi thử triệu hồi ra coi. Búp. Ủa con... cái đầu đâu? À đây đây đây. Ui ui ui. Ui. Nó có tuyệt chiêu là nhốt mình vô bong bóng ấy. Ui ui. Ồ. Rùa này thì 500 máu. Wow, nhiều máu hơn con trước. Và mình dùng rìu đánh cũng khá ổn nè. Gây rất là nhiều sát thương luôn. Có vẻ con rùa này khá là dễ đánh. Tại vì nó chỉ có hai kỹ năng, một là bắn cái bong bóng nước, hai là kiểu như là xoay rồi đánh mình ấy. Ui ui ui. Ui no 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 no. Đừng 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 đừng. À. Ồ, nó bắn bong bóng nước mình kìa. Ôi mình dùng à, mình có cái Spider Hawk này á, mình có thể khắc chế được nó khi mà mình bay lên á. Ui, chìm á. Rùa không biết bơi hả? Ủa kỳ vậy. Ủa lên tới. Ui. Ồ, à không 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 không, rùa biết bơi. Và cái cây Spider Hawk của mình đấy. Ui ui ui. Ui. Mình còn lôi nó lên theo luôn nữa nè. Ui. Ui đâu mất tiêu rồi. Rồi ngỏm rồi. Hình như mình quánh với nước nó sẽ gây nhiều sát thương hơn hay sao á, mình đập vài hit là ngỏm mà. Và rơi ra total scale. Và cái này thì mình có thể chế tạo được một bộ giáp luôn nè. Ồ để mình đánh thêm một vài lần nữa để mình lấy những cái total scale nhá. Rồi, như vậy thôi. Và con boss cuối cùng trong ngày hôm nay đó chính là cái con Monkin này. Đó, con này gọi là cực kỳ trâu và khỏe luôn á. Rồi giờ mình sẽ triệu hồi nó đánh gần cái kim tự tháp đi. Đó, đổi cái vị trí đánh một xíu. Mình sẽ leo lên đỉnh cái kim tự tháp này và quánh nhau với nó luôn. Đây, ngay đỉnh nè. Rồi và con này thì chắc mình sẽ dùng dùng rìu đi, nhờ hồi nãy đánh với con nhện mình cũng dùng rìu và con này mình cũng dùng rìu luôn nhá. Rồi. Đó, nó 1.500 máu lận á. Wow. Nó to chưa kìa, nó cao to gấp hai mình luôn. Ô và lỗ mũi nó màu đỏ. Nó bình thường thì nó không có đánh mình mà từ khi mình đục nó một cái nè. Nó ui 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 ui. Nó các bạn thấy chưa? Nó quýnh một phát là bay lên rất là cao luôn á. Nhưng mà nó gây không có nhiều sát thương cho lắm. Ui nó được tuyệt chiêu là ui ui đâu rồi? À, trốn ra sao hả? Nó có tuyệt chiêu là vụ nổ nè, cũng như là hất mình lên trên không thôi. Đó, hai tuyệt chiêu này khá là đơn giản và mình chỉ cần vài hit là có thể tiêu diệt được hả? Tính ra mấy con boss này nó cũng không có khỏe lắm. Mình không biết tại nó không có khỏe là tại set đồ mình quá mạnh nữa. Mà mình đánh nó có vài hit thôi là nó ngợm rồi nè. Nó rất là nhanh luôn. Không biết có nó rơi. À, dùng kiếm đi. Mình sẽ dùng kiếm nhặt ấy để tăng tỷ lệ ra đồ của con boss nhá. Rồi. Ui, vậy thôi thôi. Yay, 28 máu hả? Để coi coi con này có khả năng hồi phục không nha các bạn. Ồ, vậy là con này không có khả năng hồi phục. Ồ, có. Nó hồi phục nè. Ồ, vậy là con boss nào trong đây nó cũng có khả năng hồi phục hết đấy. Rồi, mình được cái gì kìa? Monkin Saw. Kiếm của cái con Monkin nè. Yay, mình đã được một cây kiếm của Monkin rồi. Rồi, giờ mình sẽ bay về nhà để thử anh cha nó lên đấy. Rồi mình sẽ dùng cây kiếm này và tiêu diệt một lần ba con boss xem như thế nào nhá. Tại vì một con thì nó có vẻ không đánh lại mình rồi. Và cái set đồ của mình thì nó quá khỏe đi ấy. Ui ui. Ui, kiếm Monkin thấy vậy cũng không có mạnh cho lắm. Phải đánh ba hit mới ngỡm được một con Creeper. Cái này chắc phải enchant lên rồi. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình enchant xong cây kiếm Monkin này nhá. Mình đã enchant xong cây kiếm lên rồi. Và bây giờ thì mình sẽ thêm một con boss nữa, đó chính là con Bull ấy. Vậy là tổng cộng là mình sẽ triệu hồi 4 con boss để mình có thể đánh nhau với nó trong cùng một lúc với cây kiếm Monkin Saw này và một cái set đồ scale nhá. Hy vọng set đồ này có thể chống lại 4 con boss siêu bự này nhá. 1, 2, 3 và 4. Đó, rồi đủ rồi, đủ rồi. Ui hình như mấy con này nó còn đánh nhau nữa kìa. Hồi nãy mới thấy con rùa nó quánh cái con kinh không nữa. Ui. Ui tại sao lại đánh nhau? Đừng đừng đừng. Con khỉ đánh với con nhện, còn con bò thì đánh với con rùa. Thiệt tình luôn. Giờ thì con bò đánh tiếp với con ui ui.
Ui, đừng có đánh tôi, đừng có đánh tôi. À quên nữa, đánh tôi đi, đánh tôi đi. Quên 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 quên, đánh tôi đi. Đừng có đánh nhau. Khổ mấy này ghê luôn á. Rồi, và bây giờ có vẻ mạnh vậy, hình như triệu hồi đủ 4 con sẽ bóp sức mạnh hay sao á. Bây giờ đánh mình đau ghê luôn. Ui, đánh mình nè, đánh mình nè. Đừng có đánh nhau nữa. Rồi. Con nhện gần ngõm rồi các bạn ơi, được phần nửa máu của con nhện rồi. Anh Kinh Công còn cái đánh tiếp mình nữa chứ, thiệt tình luôn á. Đánh tôi nè anh ơi. Sao giận mấy nhện hay sao mà đánh mấy nhện mà vậy? Đánh tôi nè. Nhện, 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 nhện nè. Rồi, tiêu diệt xong boss nhện rồi. Giờ coi coi. Đó. Boss boss bò cứ tạo cái sàn. Ui ui. À không, cái đó con nhím. Ui, còn con nữa hả? Ui còn nhiều vậy? Ui, còn nhiều vậy. Ao. Và con nhện thì nó không rơi ra đồ. Nó chỉ rơi ra cái ủa dạ, đọc đâu quá. Nó chỉ rơi ra cái spider hook thôi. Và có vẻ bò và rùa thì không thể nào đánh được nhau ấy, tại vì bò thì đi ở phía trên rùa, rùa đi tới đâu thì bò tạo băng tới đó, không cho rùa đi tiếp ấy. Rất là khó chịu luôn. Vậy là giờ mình phải đánh riêng lẻ từng con rồi. Trong đây xếp theo thứ tự tăng dần thì boss bò là boss thấp máu nhất nè, kế tiếp là nhện và thứ ba là rùa, còn cao máu nhất đó chính là monkey. Nhưng mà monkey thì nó kiểu như là nó đánh nhau với mấy con này rồi, thành ra mình không thể nào đánh cùng một lúc với mấy con đó được ấy. Khá là tiếc luôn. Có vẻ mấy con boss này nó kiểu như nó không được kiểu như là thông minh cho lắm. Rồi cứ đánh đồng minh của nhau không à. Đó 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 đó, đó. Dùng được chiêu hồi máu rồi. Vậy hồi máu với tôi hả? Và mình được thêm 6 cái total scale nữa. Vậy là mình có tổng cộng 14 cái rồi. Một xíu mình sẽ đánh thêm vài con nữa để có thể chế tạo được cái set đồ nhá. Còn giờ thì tiêu diệt nốt boss bull này thôi. Nó hút mà định 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 hút mình. Cái kiếm monkey này thấy vậy cũng khá tốt nè. Gây được rất là nhiều sát thương luôn. Ngoài ra còn có tuyệt chiêu nổ nữa. Đây, sẽ sử dụng tuyệt chiêu nổ coi. Coi có tiêu diệt được boss bò không nhá. Ồ, giết được luôn. Có thể chiêu nổ nè. Rồi rồi. Giờ mình sẽ triệu hồi thêm vài con monkey nữa đi. Một nè. Hai. Ba. Bốn. Năm. Rồi, năm con luôn. Vô. Ồ, thì chiêu nổ gây nhiều máu lắm luôn á. Ồ, 30 máu luôn kìa. Ồ, sát thương ngẫu nhiên, sát thương ngẫu nhiên. Ồ, kiếm vip, kiếm vip. Giờ mình không biết nó mạnh như vậy luôn á. Ồ, còn đánh thường thì nó không gây nhiều đam cho lắm. Nếu mình kết hợp hai cái thì sao nha? Đó, mình sẽ kết hợp vừa đánh và vừa vừa đập luôn ấy. Ồ, nhưng mà gì thì hơi 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 không công bằng cho lắm. Tại vì mấy bé này bị kẹt rồi. Ok, giờ ui ui ăn ăn vô cái, ăn vô cái. Rồi, ăn vô. Mình sẽ mở khóa khu vực. Ui ui đừng 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 đừng. Thì cái tình á, mấy 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 cái tên rùa này cơ hội ghê luôn. Cơ hội hả? Cơ hội. Ui, móc 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 móc. À, chơi 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 đánh lén, chơi chơi đánh lén nè. Đó, chơi chơi đánh lén. Ấy da. Dám 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 đánh lén mình hả? Rồi, và cây kiếm này nó vừa đánh vừa đập sẽ gây rất nhiều sát thương trong cùng lúc luôn ấy. À, hồi máu với tôi này. Và mình có thêm 6 cái nữa. Vậy là mình có tổng cộng là 20 cái rồi. Một xíu mình chỉ cần đánh thêm một con rùa nữa thôi là đủ set đồ rồi đó. Giờ mình sẽ mở khóa cho cái khu vực này một cái để cho đánh một một với mấy kinh công này thì mới melee được. Chứ mình kiểu như mình nấp ở phía sau đó thì đâu công bằng đâu. Ui, sao đánh đồng minh. Đừng 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 đánh lọc nè. Thì cái tình đó. khi đàn khỉ trỗi dậy các bạn ơi nè. Ồ, đánh nhau làm gì cũng biết nữa, thiệt tình á. Đợi cho mấy tên monkey này đánh nhau xong đi rồi mình sẽ quay lại đánh tiếp. Còn giờ mình sẽ tiêu diệt nốt cái con rùa này để mình có thể lấy cái vải nhá, rồi sau đó vào trong nhà chế tạo bộ đồ rùa và đánh nhau với monkey thử xem. Có vẻ mấy con boss này nó không được thông minh cho lắm các bạn ơi. Rồi có được thêm vải rồi nè. Rồi vậy là có bao nhiêu đây, 6 cái nữa là tổng cộng mình có được để coi nào, 26 cái luôn. Thôi về nhà thôi, kệ nó, làm bộ đồ rùa trước. Coi coi sức mạnh nó như thế nào nhá. Ui da, độc mình bay không nổi luôn. Ui độc lợi hại vậy. Nãy giờ mặc set đồ này mình không quen đi chậm cho lắm ấy, nên thôi chắc giờ mình sẽ biến hình lại đi. Mình sẽ biến hình thành thiếp múa tiếp đó. Chứ thành scale thì mình chạy không quen chậm quá.
Rồi, và giờ mình sẽ chế tạo cái nón trước đi, để coi cái nón có đẹp không nhá. Cái vỏ rùa đâu ta? Đây, vỏ rùa đây nè. Đầu tiên là cái nón. Nó mà cái nón thì nó không có họa tiết gì đẹp nha, nó được mấy cái chấm vàng thôi. Rồi, được cái áo nè. Một cái quần, ủa một cái ủng. À đúng rồi, cái quần. Và cuối cùng là cái ủng. Đây, cái ủng. Đó. Vậy là full set rồi. Và giờ mình sẽ vứt cái gì đây? Vứt cái này ra. Coi coi nó có thể làm kiếm không nhá. Ồ, có vẻ cái này không có làm kiếm được. Và giờ mình sẽ test thử sức mạnh luôn. Có cái bộ đồ à không, cắt những thứ linh tinh vào đi. Đó, chừa 4 ô thôi. Sau đó mình sẽ cởi cái này ra và mặc vào cái set đồ rùa coi. Ôi, set đồ rùa kìa, nhìn dễ thương ghê luôn á. Nó có mấy cái chấm cam cam. Ui, nó còn có trái tim nữa. Đúng không ta? Nãy mình vừa thấy trái tim thì phải. Đó, đó, đúng rồi, đúng rồi. Đi lâu lâu nó sẽ rơi ra trái tim á. Ồ, bộ đồ rùa dễ thương vậy. Còn có trái tim cho mình nữa. Ủa mà sao sao mình cầm, ui cái kiếm cầm ngộ vậy. Sao cái kiếm cầm ngộ vậy nè. Ôi bậy 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 nha, đừng đừng cầm kiếm vậy. Rồi cái bộ này, đồ này được cái dễ thương à, chứ thật ra nó cũng khá là yếu á. Để mình thử cho đà điểu quánh coi coi mắt có nhiều máu không nhá. Hy vọng là không, tại vì đây là set đồ rùa mà, rùa thì phải trâu lên chứ đúng không. Rồi đó, ui đồ này yếu xìu hả, chưa phun giáp nữa rồi. Đà điểu đá có vài cái gần ngõm rồi. Ui thôi 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 thôi, mặc đồ, mặc lại xích đồ thiếp hút đi, chạy cho nó nhanh đó. Rồi trở lại thôi. Và giờ thì mình sẽ triệu hồi thêm Monkin nhá, hy vọng lần này thì mấy tên Monkin á nó sẽ không đánh nhau nữa, đừng có đánh nhau nữa, tình nó làm bạn với nhau đi. Đây đấy. Mình triệu hồi hai anh là thế nào cũng có một anh bị đánh lọt xuống dưới lớp băng à. Đây, đứng dậy quánh nhau đi anh ơi. Đó, giờ mình sẽ từ anh chiến binh trở thành khán giả luôn. Đó, cũng như là trọng tài cho hai anh này. Rồi, cho hai anh này quánh nhau dưới nước luôn. Đó, đánh nhau đi. Mình sẽ tạo một cái chiến trường cho mấy cái anh Monkey này đánh nhau nha. Đó, đánh nhau thoải mái nha. Rồi, khi nào băng nó đóng lại thì mình sẽ đập ra tiếp. Rồi, đánh nhau đi. Thôi giờ mình sẽ gấp vui vào một anh thôi, anh rùa được không nè. Ui ui, anh này quýnh anh kia, anh cắm cái đầu xuống đất luôn rồi. Ui cứu 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 anh kia, cứu anh kia, ấy da, cứu anh kia mới được. Ui anh quýnh sao mà để người ta quánh cắm đầu xuống đất vậy. Ui còn đứng lên đầu không cho anh này đi lên nữa. Ui anh này lực quá kìa, nữa kìa. Có vẻ cái chiến thắng dành cho anh ở trên rồi. Chưa, giờ mình sẽ giải cứu anh ở dưới ra trước nhá, còn tiêu diệt anh ở trên đi. Tội nghiệp anh ở dưới quá, gì đâu đánh nhau mà để người ta quánh cắm đầu xuống đất luôn à. Thì cái tình. Thôi đi ra chỗ khác cho người ta đi lên nè. Nữa. Ừ tưởng đâu không cắm đầu người ta xuống đất nữa chứ. Anh này quánh thì đi lên á, chứ ở dưới người ta quánh cắm đầu xuống đất hoài luôn. Rồi đổi đổi vị trí thì đổi vị trí. Ừ đập nó gần 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 rồi, cố lên cố lên, đập xuống đập xuống. Để coi coi mấy anh làm gì tiếp theo đây. Mấy mấy anh này nhìn kỹ thì giống mấy cái con khỉ đồ đỏ ngoài đời thật nha. Nó cái mũi nó đỏ đỏ kìa, và cái mông nó cũng màu đỏ nữa, rất là giống luôn á. Nữa lại bị nữa thì tình mình mệt với anh này luôn á. Lo lên đi, lên 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 đó, mình sẽ dùng cái spider hook này để lo ảnh lên nhá. Rồi quánh nhau quánh nhau, nãy giờ quánh mới có mấy trăm máu thôi à. Mấy này đánh nhau buồn cười thiệt luôn á. Mình cứ tưởng mấy con boss này hung hăng lắm nhưng mà già nó tấu hài ghê luôn các bạn ơi nè. Đấy, đánh nhau không đánh gì trơn. Mình đã lượn thêm vài vòng nữa và kiếm thêm được 5 cái Hexical Essence rồi. Và giờ thì mình sẽ chế tạo thêm những cái Hexical Diamond nhá. Nãy mình có dư 3 cái Hexical Diamond nè, và thêm cái này nữa là 4. Và mình có thể chế tạo thêm một cái
Ui, ngược 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 ngược. Và mình có thể chế tạo thêm một cái set đồ nữa các bạn ơi. Là mình đã full tất cả các set đồ của Headset Gear rồi. Giờ mình sẽ chế tạo cái nón trước đi. Tại vì cái nón rất là rẻ, chỉ cần xương và Headset Core Diamond thôi. Xương thì mình có rất là nhiều ở đây này. Và cái này thì các bạn bảo là có thể triệu hồi được đàn em hả? Ồ, thiệt nè. Ồ, đúng rồi. Và set tribal này là tribal chứ, tribal này là skeleton đúng không? Thành ra mình sẽ triệu hồi những đàn em của mình ra nhá. Rồi, đứng đó đợi anh đi. Anh sẽ chế tạo một cái nón trước. Đại ca skeleton đây. Nó. Rồi, mặc vào. Ồ, cái này giống giống cái đầu bò hơn á. Rồi, kế tiếp là cái áo coi, cái áo thì cần thêm da và sắt. Rồi, giờ mình sẽ đặt vào đây một cái hexagon diamond nè. Tiếp theo là da, mình nhớ không lầm là như vậy, và sắt. Nó được một cái tribal chest pie rồi. Kế tiếp là cái quần đi, cái quần thì cần. Úi da, úi đàn em xuất hiện. Đàn em đâu rồi? Úi đàn em lọc đâu rồi? Đàn em quýnh nó. Nó đúng rồi, đàn em phải vậy chứ. Rồi đứng đây đợi nha. Ui sao triệu hồi xong lọt dưới mất tiêu rồi. Hexagon Diamond ở đây và da xung quanh. Nó được một cái quần và tiếp theo là cái ủng thôi. Cái ủng coi công thức. Ui cái ủng thì cần chỉ. Vậy thì quá rẻ rồi. Chỉ hình như trong đây mình cũng có nè. Rồi, chỉ da Hexagon Diamond và ta-da. Vậy như vậy thì mình đã full được cái set đồ cuối cùng rồi. Đó chính là cái set tribal ấy. Giờ mình sẽ cắt đồ vào và chúng ta sẽ test thử cái sức mạnh của set đồ này coi nó như thế nào nhá. Để coi nào. Cái quần mình cất vô hả gì ta? Đây đây, ủa cái ủng chứ. Rồi, gỡ set này xuống và đại ca skeleton xuất hiện. Ta-da. Wow. Set này cũng khá là đẹp á. Và nó cho mình hiệu ứng nhảy cao nè. Ôi ui đàn em mình mất tiêu rồi. Ôi set này đi khám phá cũng rất là tuyệt, tại vì nó sẽ cho mình hiệu ứng nhìn trong bóng tối nè, kèm với nhảy cao ấy. Mình có thể vượt qua những địa hình gồ ghề giống như là vùng sa mạc này nè. Nó đi lên đây nhảy một phát, nó nhảy cao coi mấy block nha. Hai block. Ôi hai block mình nhảy qua luôn, ba block nhảy qua luôn. Vậy là cái này nhảy cao tới ba block lận. 4 block thì nhảy không tới, vậy là cái này chỉ cao nhảy cao được 3 block thôi. Nhưng mà với 3 block này thì mình đã có thể đi khám phá rất là dễ dàng rồi ấy. Nó không cần dùng cái cây Electric Step này cũng được. Rồi, giờ mình sẽ bay vào nhà và treo nó lên thôi. Nó đây là thành quả của cái chuyến khám phá trong thế giới Hexit của mình. Và mình có tổng cộng là 3 set đồ mạnh nhất rồi. Nhưng mà set đồ này mình chưa có kịp enchant. Và set đồ này thì mình sẽ thay vào đi. Đó, gắn vào. Búp. Ui, còn cái ủng đâu? À đây đây đây, ủa cái quần đó. Vậy là mình đã có được ba cái set đồ mạnh nhất trong cái thế giới Hexit này rồi. Một set là scale này, một set là tribal và set tiếp hút mà mình thích nhất. Yay. Như vậy trong chuỗi series này thì mình đã hoàn thành được nhiệm vụ là chế tạo được ba bộ giáp mạnh nhất game, cũng như là tiêu diệt được bốn con boss ở thế giới Twilight Forest kèm theo bốn con boss ở trên thế giới thường rồi. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi series này và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những series tiếp theo của mình nhé. Còn giờ thì bye bye.